Xin chào các bạn thân mến, làm như thế nào chúng ta có được tiền ngay khi bán cổ phiếu trong ngày luôn đúng không ạ? Cách rất là đơn giản, các bạn sẽ ứng trước tiền của công ty chứng khoán. Đây các bạn sẽ vào nút 3 chấm ở trên ứng dụng này. Đó. Sau đó thì các bạn vào cái phần là ứng trước tiền bán nhé. Đây các bạn nhìn thấy không? Ứng trước tiền bán này. Đấy. Đấy, xong các bạn sẽ cần ứng số tiền là bao nhiêu? Ví dụ như 1 triệu chẳng hạn, đúng không ạ? Tùy, nhưng tối đa nó sẽ không thể vượt quá cái số tiền mà bạn đã bán trên cái giá trị chứng khoán đó, đúng không ạ? Cái lãi suất ứng trước tiền bán chứng khoán là 10.5% một năm. Tức là nếu bạn ứng trước trong 3 ngày thì bạn sẽ tính lãi theo cái thời gian bạn ứng 3 ngày đó. Và cái phí ứng trước hiện tại là không có các bạn nhé. Sau đó thì các bạn ấn ứng tiền. Rất đơn giản như vậy thôi, nó không có gì phức tạp đâu ạ. Ok, cảm ơn các bạn nha. Nếu các bạn muốn nhận nhiều hơn các cái thông báo về các cái sản phẩm đầu tư tại CCBS hoặc là các cái thông tin liên quan đến đầu tư tại CCBS thì đăng ký kênh và ấn nút chuông các bạn nha.